Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Hộp thư quốc phòng trên truyền hình quốc phòng Việt Nam. Việc xuất hiện pháo cao xạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm là điều bất ngờ đối với thực dân Pháp, bởi không chỉ bảo vệ bầu trời, yểm hộ bộ binh chiến đấu, những khẩu pháo này còn góp phần chặn đứng việc chi viện bằng đường không của địch tại Điện Biên Phủ, khiến chúng hoang mang lúng túng, để từ đó bộ đội ta tiến lên giành thắng lợi, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiến công của bộ đội pháo cao xạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ qua phần trò chuyện với khách mời là đồng chí Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Lời đầu tiên xin chào và cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Và để bắt đầu chương trình, xin mời đồng chí cùng quý khán giả, chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Cuối năm 1953, thực dân Pháp đã biến Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm bất khả chiến bại. Tại đây, định xây dựng hai sân bay, trong đó sân bay khu trung tâm có quy mô lớn nhất Đông Dương, máy bay hạng nặng có thể cất hạ cánh được. Tháng 11 năm 1953, định thiết lập cầu hàng không Hà Nội Điện Biên Phủ, tiếp tế khoảng 200 tấn lương thực, đạn dược xuống tập đoàn cứ điểm mỗi ngày. Lúc ấy, tướng Nava, chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương cho rằng, số phận của Điện Biên Phủ gắn liền hơn bao giờ hết với vai trò của không quân và rất tự tin. Nếu Việt Minh tự đưa mình vào cái bẫy mà chúng đã giăng sẵn, thì nhất định sẽ bị nghiền nát. Còn viên tướng O'Daniel, trưởng phái đoàn quân sự Mỹ ở Đông Dương thì tuyên bố như đinh đóng cột, Điện Biên Phủ là bất khả xâm phạm. Sở dĩ địch ngạo mạn tuyên bố như vậy vì Điện Biên Phủ nằm cách xa các tỉnh đồng bằng và trung du phía Bắc, đường tiếp tế cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, do lực lượng phòng không chưa đủ mạnh để có thể khống chế được không quân địch trong chiến đấu, nên bộ binh của ta gặp bất lợi. Thực tế chiến trường trước đó, ta đã không thành công trong một số trận đánh. Để giảm bớt tổn thất do máy bay địch gây ra, các địa phương đơn vị đã vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng tránh là chủ yếu. Nhưng chúng không ngờ là ta đã có sự chuẩn bị lực lượng kỹ càng từ trước. Trung ương Đảng, Nhà nước, quân đội ta đã đề nghị chính phủ Liên Xô trước đây và Trung Quốc giúp vũ khí, đào tạo cán bộ, đồng thời thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367, Trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam vào ngày 1 tháng 4 năm 1953. Sau đó, Trung đoàn 367 được chia thành nhiều khối, bí mật sang nước bạn Trung Quốc huấn luyện và tiếp nhận vũ khí mới. Sau một thời gian huấn luyện, củng cố và xây dựng lực lượng, ngày 21 tháng 12 năm 1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 367 tham gia chiến dịch Trần Đình. Trung đoàn tổ chức cho tiểu đoàn 383 và 394 về nước chiến đấu. Sau 25 ngày đêm hành quân vất vả, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 383, 394 đã cùng đoàn xe kéo 24 khẩu pháo cao xạ vượt hơn 1.000 km đến vị trí tập kết bí mật an toàn. Tại chiến dịch này, dù lần đầu tiên xung trận, nhưng lực lượng pháo cao xạ 37 ly của Trung đoàn 367 đã kết hợp với lực lượng súng máy phòng không 12 ly 7 và chủ lực các đại đoàn tạo ra kỳ tích. Bộ đội pháo cao xạ đã bảo vệ bộ binh, đồng thời tạo ra vòng vây lửa trên không, khiến con nhím Điện Biên bị tiêu diệt trong cay đắng. Chiến thắng đã mở ra trang sử hào hùng cho bộ đội phòng không không quân sau này. Vâng, chúng ta vừa cùng nhìn lại những hình ảnh hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa và ngay bây giờ xin quay trở lại với khách mời của chương trình. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì lực lượng phòng không của chúng ta đã có những đóng góp cụ thể như thế nào? Vâng, như các đồng chí đã biết, trước cái yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, Trung ương Đảng, Nhà nước, quân đội ta đã đề nghị chính phủ Liên Xô trước đây và Trung Quốc giúp về vũ khí, đào tạo cán bộ, đồng thời thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367. Sau đó, Trung đoàn 367 được chia thành nhiều lực lượng, bí mật sang nước bạn Trung Quốc huấn luyện và tiếp nhận vũ khí mới. Sau một thời gian huấn luyện, củng cố và xây dựng lực lượng, thì vào ngày 21 tháng 12 năm 1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 367 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Mở màn chiến dịch, pháo cao xạ của ta đã tấn công, không quân địch bị bất ngờ, lâm vào thế lúng túng, đội hình bị rối loạn, phải nâng độ cao và giật ra ngoài. Được bộ đội pháo cao xạ bảo vệ, bộ binh của ta nhất thể xung trận, đánh chiếm liên tiếp các cứ điểm Him Lam Độc Lập, tiêu diệt cụm phân khu phía Bắc của tập đoàn cứ điểm. Cũng trong suốt chiến dịch, lực lượng pháo cao xạ đã thực hiện đúng cái nhiệm vụ, chủ yếu là bảo vệ bộ binh,
tạo thế trước thời cơ, tập trung hỏa lực, tạo ra vòng vây lửa, buộc không quân của địch phải đánh theo ý đồ của ta. Bộ đội pháo cao xạ cũng đã triệt để thực hiện phương châm bộ binh đi đến đâu thì pháo cao xạ đi đến đó, lấy việc yểm hộ bộ binh và pháo binh làm trung tâm, là áo giáp tin cậy của bộ binh và pháo binh. Báo Le Figaro ngày 12 tháng 4 năm 1954 viết: máy bay Pháp lồng lộn một cách khủng khiếp trên vùng trời cứ điểm. Để tạo ra cái vòng vây lửa trên không thì các đơn vị pháo cao xạ đã tích cực cơ động, linh hoạt sáng tạo, vận dụng các hình thức chiến thuật, phát huy cách đánh gần, đánh đêm đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Mà cũng ngày cuối của chiến dịch, lực lượng pháo cao xạ đã triển khai tương đối đông trên một diện tích không rộng, trận địa lại bố trí ngay giữa lòng chảo dưới làn pháo ác liệt của địch. Nhưng nhờ vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, phương thức chiến đấu, bộ đội pháo cao xạ đã bảo toàn được lực lượng, đánh địch liên tục và càng đánh càng mạnh và càng đánh càng trưởng thành. Ngày chiến đấu căng thẳng, nhưng đêm đến các pháo thủ vẫn tăng cường đào đắp thêm các công sự trận địa. Và hôm nay đánh địch ở trận địa này thì ngày mai lại chuyển sang đánh địch ở trận địa khác. Do vậy, dù mới ra quân trận đầu chỉ với 36 khẩu pháo cao xạ, song bộ đội pháo cao xạ đã khiến hàng trăm máy bay địch phải lúng túng, bất lực. Và tướng Lô Ranh, tư lệnh không quân Đông Dương, phải cay đắng thú nhận rằng không quân Pháp chưa bao giờ thấy như ở đây. Cầu hàng không lại rơi đúng vào lưới lửa của nòng súng quân đội Việt Nam. Và trong suốt 56 ngày đêm, quân ta đã siết chặt cái vòng vây lửa trên không, buộc không quân địch phải lâm vào thế bất lợi. Và từng bước cắt cầu hàng không, hạn chế sức mạnh và tạo điều kiện cho bộ binh tiêu diệt địch. Và kết thúc chiến dịch, chúng ta đã bắn rơi và phá hủy 62 máy bay các loại, bắt sống và tiêu diệt nhiều giặc lái. Đặc biệt, riêng trung đoàn 367 đã bắn rơi 52 máy bay và bắn bị thương 117 chiếc khác, trong đó có cả pháo đài bay B-24. Dạ vâng, thưa đồng chí, vậy thì sự phát triển lớn mạnh, trưởng thành nhanh chóng của lực lượng pháo cao xạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã thể hiện sức mạnh của lực lượng phòng không trong thực tiễn chiến đấu như thế nào? Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lần đầu tiên, quân đội ta tổ chức đánh hiệp đồng quân binh chủng. Bộ đội pháo cao xạ đã phát huy sức mạnh của mình, dũng cảm chiến đấu, chặt đứt đường vận tải hàng không duy nhất của quân Pháp cho chiến trường Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì bộ đội pháo cao xạ đã có mặt trên khắp các mặt trận, các cung đường vận tải chiến lược Trường Sơn, bám trụ kiên cường ngày đêm chiến đấu với máy bay Mỹ. Điển hình như trong chiến dịch đường 9 Nam Lào tháng 2 năm 1971, thì các đơn vị pháo phòng không đã có mặt trong đội hình chiến đấu của các sư đoàn chủ lực, ngày đêm chiến đấu bắn rơi và phá hủy 556 máy bay, góp phần đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch. Chiến dịch phòng không cuối tháng 12 năm 1972, thì bộ đội pháo cao xạ đã mưu trí dũng cảm, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn và bố trí các trận địa hỏa lực ở những nơi hiểm yếu, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, đánh 1.191 trận, bắn rơi 28 máy bay, trong đó có 3 máy bay B-52, góp phần làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, buộc chính quyền Mỹ phải ký Hiệp định Paris và chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cũng trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 lịch sử, các đơn vị pháo phòng không đã sớm được bố trí ở Buôn Ma Thuột và mặt trận Tây Nguyên, khống chế sự hoạt động của không quân ngụy. Trong cuộc hành quân chiến đấu thần tốc giải phóng miền Nam, những đơn vị pháo phòng không luôn song hành cùng với các đoàn quân ra trận đánh địch trong hành tiến để yểm trợ các hướng tấn công. Và kết thúc thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp, các lực lượng pháo phòng không ba thứ quân đã bắn rơi hơn 3.000 máy bay các loại của không quân Pháp và Mỹ, chiếm khoảng 75% số máy bay bị quân và dân ta bắn rơi trên cả nước. Trong đó, bộ đội pháo cao xạ của quân chủng phòng không không quân đã bắn rơi 1.554 chiếc, ghi những chiến công chói lọi vào trang sử vàng của bộ đội phòng không không quân anh hùng. Vâng, thưa đồng chí, vậy thì xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến dịch Điện Biên Phủ đối với bộ đội phòng không không quân ạ. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là biểu hiện rực rỡ của sức mạnh dân tộc Việt Nam.
để lại cho chúng ta nhiều bài học vô giá, trong đó có bộ đội phòng không. Trước hết là bài học về tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng phòng không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến. Thứ hai là bài học về xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, niềm tin chiến thắng, khát khao độc lập, tự do, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng cao đẹp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kéo pháo vào mặt trận giữa vùng núi hiểm trở Tây Bắc là thiên anh hùng ca về sức mạnh của người chiến sĩ pháo cao xạ trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Trong đó còn mãi người sáng chiến công bất tử của người anh hùng Tô Vĩnh Diện đã dũng cảm hy sinh để cứu pháo. Dù có thương vong, tổn thất, song cán bộ, chiến sĩ quyết không rời mương pháo. Thứ ba, bài học trong kế thừa, phát huy nghệ thuật quân sự Việt Nam kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành chiến thắng. Vâng thưa đồng chí, vậy thì từ thực tiễn những bài học kinh nghiệm rút ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân chủng phòng không không quân đã áp dụng những bài học đó vào trong xây dựng lực lượng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện nay như thế nào? Từ những bài học quý báu của chiến dịch Điện Biên Phủ thì quân chủng phòng không không quân đã rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng quân chủng trong giai đoạn hiện nay như sau. Thứ nhất, tập trung xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nền tảng xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Bảo đảm toàn quân chủng là một khối thống nhất về ý chí và hành động, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong mọi tình huống. Thứ hai là thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và thứ ba, trên cơ sở kế thừa nghệ thuật tác chiến phòng không, không quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nghiên cứu các cuộc xung đột, chiến tranh trên thế giới gần đây, thì thường xuyên phân tích, đánh giá, nắm chắc những âm mưu, thủ đoạn của địch, vận dụng linh hoạt đường lối chiến tranh nhân dân và thế trận phòng không toàn dân, thế trận phòng thủ khu vực, tỉnh, thành phố, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, rà soát, bổ sung, hoàn thiện thế trận, cách đánh, cụ thể hóa vào các văn kiện tác chiến, phương án chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Thứ tư là tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, chiến đấu, giáo dục, đào tạo, tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân chủng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Thứ năm là đẩy mạnh nghiên cứu, nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến vũ khí, trang bị, kỹ thuật, giảm phụ thuộc vào đối tác nước ngoài, từng bước nghiên cứu sản xuất, chế tạo các trang thiết bị, phụ tùng thay thế, tiến tới sản xuất và chế tạo hoàn chỉnh từng chủng loại vũ khí trang bị. Đồng thời thì tăng cường nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự, nghệ thuật quân sự, các hình thái, kiểu loại chiến tranh để tham mưu đề xuất mua sắm trang bị vũ khí bảo đảm đồng bộ thống nhất vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và cách đánh của bộ đội phòng không không quân về và không để lạc hậu, lỗi thời, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vâng, câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa quý khán giả và các đồng chí, với những giải đáp của đồng chí Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, chúng tôi hy vọng đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về chiến công của bộ đội pháo cao xạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nếu có những câu hỏi liên quan đến nội dung này, cũng như các thắc mắc về kiến thức quân sự hoặc các chế độ chính sách, xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyên mục Hộp thư Quốc phòng, Phòng Thư ký Biên tập, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, hoặc theo số điện thoại 024-6287-8989. Quý vị có thể xem lại tại địa chỉ website www.qpvn.vn. Xin cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.